Galaxy AI vừa mới được tung ra đã làm mưa làm gió. Vậy thì ông bà đã biết tất tần tật những thứ về Galaxy trên S24 series chưa? Giờ thì cùng tôi xem nhé. Tính năng hay ho, AI đầu tiên mà mình muốn nhắc đến đó là tính năng giao tiếp xuyên biên giới. Tại sao mình lại gọi tính năng này là giao tiếp xuyên biên giới? Vì thật sự là nó sẽ không có rào cản bất kỳ ngôn ngữ nào cho chúng ta khi mà sử dụng. Bởi vì AI này của Samsung đã được tích hợp lên đến 13 ngôn ngữ. Thế nên là trong quá trình mà chúng ta giao tiếp thì lập tức là chiếc điện thoại này của chúng ta sẽ dịch thuật trực tiếp sang cái ngôn ngữ mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như chúng ta đang nói tiếng Việt mà muốn nói chuyện với một người nước ngoài như kiểu người Lào, người Campuchia thì hoàn toàn là chiếc AI này có thể dịch thuật được sang cho người khác hiểu một cách ngay lập tức. Thế thì cũng khỏi cần phải lo là bạn bè của chúng ta không hiểu hay là những người đối tác của chúng ta không hiểu khi mà chúng ta trong quá trình giao tiếp. Và nó cũng sẽ giảm thiểu được một khoản kha khá khi mà chúng ta không cần phải thuê dịch thuật viên trong quá trình mà chúng ta gọi điện để trao đổi với đối tác nữa, đúng không? Tính năng số 2, đó là một tính năng mà mình cực kỳ thích. Đó là tính năng có thể chỉnh sửa ảnh cũng như là bổ sung những phần khuyết thiếu của ảnh. Mình thấy về mặt tính năng này á, thì nó khá là thú vị. Và thường chúng ta chỉ có thể làm ở trên Photoshop, thì ngay bây giờ chúng ta đã hoàn toàn có thể làm trực tiếp ở trên điện thoại với Galaxy AI. Và mình phải say wow khi mà mình sử dụng tính năng này của trên những chiếc S24 series. Bởi vì thứ nhất là chất lượng ảnh đem lại thì quá là chân thực rồi. Và mình thấy là cũng không có gì đáng lo ngại hoặc là đáng để cho anh em chúng ta phải chỉnh sửa lại sau một quá trình làm việc với Galaxy AI đâu. Nhưng mà mình vẫn có lưu ý một chút là đối với những hình ảnh người á, thì khi mà chúng ta cắt ghép hoặc là chỉnh sửa hình ảnh người thì vẫn lưu ý là cần phải chuyển bóng theo, bởi vì Galaxy AI sẽ không tự động chuyển bóng của người đó theo vị trí mà chúng ta đặt đâu nhá. Điểm tiện dụng tiếp theo mà Galaxy AI mang lại chắc là phải nhắc đến về cái khoản là chúng ta có thể khoanh vùng những bức ảnh hoặc là khoanh vùng những đối tượng nào mà chúng ta cần tìm kiếm để có thể tìm kiếm trực tiếp trên Google. Và khi mà tìm kiếm theo cách này á, thì mình cảm thấy là những hình ảnh hoặc những thông tin mà mình thấy là hình thức này đem lại thì sẽ đem lại cho chúng ta một kết quả gọi là trực quan hơn, chính xác hơn rất nhiều so với việc chúng ta tìm kiếm như trước đây. Và đồng nghĩa là chỉ cần một cái khoanh là có thể tìm kiếm thông tin loanh quanh ở trên thế giới luôn. Còn những thông tin nào về Galaxy AI mà ông bà chưa biết hay là tò mò thì đừng quên để lại những phần comment cho tôi biết nhé. Bye bye!